đây mình đang dẫn đường tới một cái khu nhà mới tiếp theo tại thành phố Temecula. Thì cái thành phố Temecula nó nằm ở phía nam của thành phố Lake Elsinore, cũng khoảng 20 phút. Hai bên đường xá rất là rộng rãi, đẹp đẽ. Khu này là những khu mới nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Hai bên là nhà đều mới hết, đường rộng rãi ha, ít dân cư. Rồi, để mình tới đó mình quay cho mọi người coi nha. Alright, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ trong cái cuộc hành trình tiếp theo đi coi nhà ngày hôm nay. Chúng ta sẽ coi một loạt những cái căn nhà model mới tại thành phố Temecula. Thì cái khu này á, là do Richmond American Home Builder đang làm. Richmond American Home là một cái builder mà mình rất thích, tại vì họ xây cái kiểu nhà rất là đẹp và material họ làm cũng rất là sang, nhìn cũng rất là ok ha. Bây giờ họ đang có hai cái community, một là canvas và hai là poly. Mình đang đứng trước cái những cái model home này đây, thì mình sẽ go over những từng model của những cái community này và quay một số hình ảnh bên trong và bên ngoài, đưa đến cái nhận xét của mình cho mọi người ha. Xin hẹn gặp lại mọi người trong vài giây. Ok mọi người, và đây là phía cái khu vực community này. Cái này là cái đường chính chúng ta đi vô. Đó là những cái nhà mà họ đã bán rồi ha. Và đây là những cái nhà model home. Những cái nhà này là đa số là single family home standalone ha, không phải là townhouse mà cái bức tường nó dính liền. Mình đang đứng cái trước cái community, cái những cái model của canvas. Thì họ xây theo từng từng cái style, từng cái cấu trúc của những căn nhà, thì họ có những cái tên khác nhau ha. Họ có canvas và upholstery. Những cái model này thì họ đang xây và họ đang bán. Thì hôm nay mình quay cho khách của mình coi và đưa tới những cái hình ảnh này đến cho mọi người nha. Họ có 3 khu vực tổng cộng, 3 model tổng cộng. Thứ nhất là the facility model 1, stack là 638.000. Thứ hai là Felix, stack là 657. Thứ ba là Dolphin, stack là 675.000 ha. Đó, mọi người thấy không? Thì càng mắc thì cái nhà nó càng bự. Ok, nó có nhiều bedroom hơn ha. Rồi, bây giờ mình vào mình quay cho mọi người coi mỗi bên trong của mỗi model. Alright, thì cái model đầu tiên mình đi coi ngày hôm nay trong cái khu này là the facility ha. Thì đây là mình đang đứng trước cái nhà này. Thì ở dưới là họ tận dụng cái garage để họ làm cái office. Khi mà họ bán thì họ sẽ làm lại thành một cái garage ha. Những cái nhà single house rất là đẹp ha mọi người. Rất là dễ thương. Ok, rộng rãi. Thì cái model này là nó rộng 1,800 square feet, 2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm. Ok. Rồi giờ mình đi vào. Ok, thì đây mình đi thẳng vào thì mình sẽ gặp cái phòng khách và kitchen ha. Thì kế bên chúng ta sẽ có là cái hot bath ha, để cho khách khứa này nọ. Đó mọi người thấy không? Vô cái American Home Builder, Richmond American Home Builder, nhìn là nó khác liền. Cái setup, cái material ha, đèn đuốc họ làm này nó rất là khác, như giống như cái những cái builder họ trước đó, giống như hồi sáng cái builder hồi sáng mình coi á, là họ dùng cái standard không, mà bởi vì giá họ rẻ. Richmond American Home á, thì mọi người thấy không ha, họ xài đó đồ rất là ok đó, bởi vì nó mới cái giá thành nó mắc hơn. Đây là cái khu vực phòng nhà bếp ha. Cái máy hút mà họ cũng xài cái đồ dữ luôn đó, thấy chưa? Họ đâu phải là họ xài cái giống như cái microwave như hồi nãy đâu. Nè, tủ, bàn, cabinet nè, đó. Họ làm nhìn cũng better hơn ha. Đó, nhìn vô là mình biết liền, sàn gỗ cũng vậy. Đó. Cách trang trí của họ nè, nó cũng xem với những cái model mà chúng ta coi ở Corona. Nhưng mà mọi người thấy phía sau á,
thấy phía sau họ có những cái sân bắc ga bự hơn, cái lò nướng barbecue ở đây ha, rất là đẹp. Thì khi mà chúng ta, mà cái này là cái base price nha mọi người, chứ nó không phải là nó included. Thì cái nhà mà chúng ta sẽ chọn á, là nó sẽ không có cái furniture giống như cái nhà model này, và phía sau á, là một cái bãi đất trống. Thì mình muốn làm gì mình làm ha. Nhưng mà mình cảm thấy rất là thích những cái nhà như thế này là tại vì họ làm cái kiểu nó rất là thoáng, bự và cao. Nè mọi người thấy không? Đó. Phía sau cái vườn landscaping họ làm rất là đẹp. Tuy là nó mắc hơn cả trăm ngàn luôn á, nhưng mà mình thấy nó xứng đáng ha. Xứng đáng. Thành phố Temecula là một trong những cái thành phố mà đang phát triển rất là nhiều về mật độ dân cư, tại vì có rất là nhiều người ta đã mua về đây họ sống, cùng với Murrieta và Corona. Ok. Rồi, bây giờ mình đi lên lầu trên, cái lầu 2 để mình quay về những cái phòng ngủ, phòng tắm cho mọi người. Không, cái cầu thang mình họ làm nhìn cũng khác biệt nữa. Mọi người thấy không? Đó là những cái chi tiết mà mình nên chú ý. Đó. Nhìn vô là nó khác liền, cái nhà nó, cái flow nó rất là, nhìn nó có cảm giác thoải mái và sang trọng hơn. Ha. Thì đây là, mình nghĩ đây là cái phòng master bedroom ha. Thì cái phòng master bedroom đó là, mọi người thấy không? Đây là cái phòng bathroom cho cái phòng master bedroom. Cái nhà hồi nãy mình thấy á, mọi người thấy là nó chỉ là nguyên một cái wall màu trắng thôi. Như cái này họ lắp ốp gạch luôn nè, màu rất là đẹp ha. Ok, rồi. Cái thứ hai, tiếp theo đây là những cái phòng ngủ tiếp theo ha. Phòng ngủ nó nhỏ hơn, và cái bên là phòng laundry. Ok. Ở đây là cái phòng bathroom, nó chính giữa hai cái phòng ngủ. Đó. Ok. Rồi, giờ mình đi thẳng vào. Họ không phải làm nguyên một cái màu trắng như là những cái builder khác. Họ làm từng phòng từng màu hay sao á. Hình như là vậy. Ví dụ cái phòng này đi. Không, cái bức tường đó họ làm cái khác ha. Bên này họ làm khác. Ok. Rồi, mình sẽ đi tới cái model tiếp theo. Rồi, nếu những ai thích cái video này của mình, xin hãy like, comment trên cái video và chia sẻ cái channel này của mình. Và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại California, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779, 310-480-7779. Ha. Rồi, những ai có cần muốn thêm thông tin về những cái căn nhà này thì hãy gọi cho mình luôn nha.